Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn thân mến Những dự án nghìn tỷ của Nguyễn Tuấn Anh Con ruột của tranh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình quê tại Quảng Ngãi Người vừa là tranh án của Tòa án Nhân dân tối cao sử vụ tử tù Hồ Duy Hải Đầu tiên phải nhắc đến độc giả về nội dung chưa đến trăm tỷ trong bài trước chỉ là vốn số vốn đăng ký ban đầu để làm môi. Bắt đầu từ đó tiền nghìn tỷ mới ào ào đổ về túi của gia đình ông Nguyễn Hòa Bình với và mới là tiền thật. Trong số các dự án lớn của Nguyễn Anh Tuấn tại quê nhà Quảng Ngãi phải kể đến hai dự án lớn có tổng vốn đầu tư từ vài trăm tỷ lên đến vài nghìn tỷ đồng với sự góp vốn chính trị là chủ yếu từ ông bố Nguyễn Hòa Bình hồi làm bí thư phó bí thư đến khi làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi, viện trưởng viện kiểm sát dân tối cao và giờ là bí thư trung ương đảng, tranh án tòa án nhân dân tối cao. Đó là các dự án khu liên hợp bến xe Quảng Ngãi và khu đô thị An Phú Sinh. Hãy xem quá trình đầu tư và triển khai của các dự án này. Dự án khu liên hiệp bến xe Quảng Ngãi. Tháng 4 năm 2010, công ty cổ phần đầu tư Thiên Ấn TAI của Nguyễn Tuấn Anh mượn danh nghĩa hai công ty khác là công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản tầm nhìn mới và công ty trách nhiệm hữu hạn Trè Việt để hợp thức hóa liên danh đầu tư. Từ đó Nguyễn Tuấn Anh vẽ ra công ty cổ phần Thiên ấn Holding (THA) với vốn điều lệ 6 tỷ đồng và được Ủy ban dân tỉnh Quảng Ngãi cấp chứng nhận đầu tư số 34103200072 ngày 12 tháng 4 năm 2010 để TAS thực hiện dự án xây dựng khu liên hợp bến xe Quảng Ngãi tại phường Nghĩa Tránh trung tâm thành phố Quảng Ngãi với tổng vốn đầu tư 458 tỷ đồng trên tổng diện tích 89,728 m2 gồm có 79,128 m2 và 10.600 m2 trên nền của bến xe Quảng Ngãi Điều hỗn hào với pháp luật nhà nước là dự án rất lớn lên tới gần nửa tỷ đồng. 458 tỷ tại trung tâm thành phố Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi lại sẵn sàng cấp phép đầu tư cho liên danh với vốn chủ sở hữu chỉ có 6 tỷ đồng của gia đình ông Nguyễn Hòa Bình. Phần còn lại sẽ có vốn có từ vốn vay, vốn huy động đầu tư thứ cấp 389,75 tỷ và phát hành trái phiếu 62,25 tỷ. Thứ hai, dự án khu đô thị An Phú Sinh. Sau khi được vị trí bí thư tỉnh ủy, một mặt ông Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo Ủy ban dân tỉnh Quảng Ngãi tung ra nhiều dự án bất động sản, mời gọi đầu tư. Mặt khác thì chỉ đạo cho con trai Nguyễn Tuấn Anh chuẩn bị hứng các dự án này cụ thể. Ngày 29 tháng 3 năm 2011, ông Nguyễn Hòa Bình đã ban hành thông báo số 1 Lẻ 8 TB trên TU về việc triển khai dự án trên lô đất rộng 42,64 hecta thuộc phường Nghĩa Chánh, xã Nghĩa Dõng, trung tâm thành phố Quảng Ngãi. Đúng một tháng sau, ngày 29 tháng 4 năm 2011, con trai Nguyễn Tuấn Anh mở công ty Thiên Bút và chỉ hơn một tháng sau nữa, ngày 9 tháng 6 năm 2011, Thiên Bút đã được Ủy ban dân tỉnh Quảng Ngãi vội vàng cấp giấy phép CNDT số 341 210 0097 để thực hiện dự án phát triển khu đô thị An Phú Sinh tại lúa đất trên với tổng số vốn lên tới 902, 972 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu của Thiên Bút cũng chỉ có 6 tỷ đồng, phần còn lại là vốn huy động. Hiện nay dân oan kéo về trung ương khiếu kiện vì mất đất, mất ruộng. Một số báo chí lên tiếng nhưng rồi cũng dần bị lãng quên trong khi chính quyền tỉnh đe dọa sẽ thu hồi 23 dự án chậm tiến độ nhưng kỳ lạ lại ưu ái kêu gọi đầu tư cho hai dự án chậm tới 3 đến 4 năm của gia đình nguyên bí thư tỉnh Nguyễn Hòa Bình. Một sự thật khôi hài vì tham lam muốn làm cả hai dự án quá lớn so với năng lực thực sự của gia đình, ông Nguyễn Hòa Bình đã bị mắc nghẹn nhưng vì vốn chính trị quá lớn nên được quảng ngãi đặc cách Song song với việc chủ động kêu gọi đầu tư gia đình ông Nguyễn Hòa Bình, thì chính quyền tỉnh Quảng Ngãi sẽ lẻ cấp sổ đỏ cho từng khu đất thuộc hai dự án trên để biến thành tài sản riêng của gia đình. Gần đây nhất, ngày 27 tháng 12 năm 2014, Ủy ban dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định số 6058 trên UBNG CNXG từ các dự án đầu tư gần như không vốn, các lô đất tại trung tâm thành phố Quảng Ngãi được chính quyền sẻ bán lần lượt cấp cho gia đình ông Nguyễn Hòa Bình một cách rất hợp pháp bằng quyết định số 6058 trên UBNG CNXG. Như vậy, theo quyết định này thì nộp ngân sách 1,18 tỷ đồng. Thiên Ấn đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở với tài sản gắn liền với đất cho 3.346m2 thuộc dự án khu liên hợp Bến Xe, Quảng Ngãi. Nộp ngân sách 11,12 tỷ đồng, Thiên Bút cũng được cấp sổ đỏ cho phần đất rộng 22.416m2 thuộc dự án khu đô thị An Phú Sinh. Cả hai lô đất trên đã được Nguyễn Tuấn Anh phân lô bán nền. Cụ thể, Khu đất thuộc dự án khu liên hợp bến xe Quảng Ngãi Nguyễn Tuấn Anh đã phân thành 173 lô gồm các khu N1.1 26 lô trị giá 19 tỷ, N1.2 70 lô trị giá 51,4 tỷ, N1.3 35 lô trị giá 36,9 tỷ, N1.4 32 lô trị giá 29,6 tỷ và N1.5 10 lô trị giá 5,6 tỷ. Tổng giá trị các lô đang giao bán là 142,6 tỷ đồng. Như vậy riêng dự án này gia đình của ông Nguyễn Hòa Bình đang và sẽ thu về được ít nhất 141,82 tỷ đồng. Khu đất thuộc dự án khu đô thị An Phú Sinh, Nguyễn Tuấn Anh đã phân lô 254 lô gồm các khu N1.1 33 lô trị giá 34,7 tỷ Việt Nam đồng, N1.2 40 lô trị giá 52 tỷ,

Tổng giá trị các lô đang giao bán là 207,39 tỷ đồng. Riêng dự án này gia đình của ông Nguyễn Hòa Bình đang và sẽ thu về được ít nhất 196,27 tỷ đồng. Như vậy, riêng quyết định này của Ủy ban dân tỉnh Quảng Ngãi gia đình ông Nguyên Bí Thư Nguyễn Hòa Bình xem như đã cướp không đất của tỉnh nhà. Nói cho đúng là cướp không đất của người nghèo để phân lô giao bán ra ngoài với danh nghĩa các công ty đầu tư thiên ấn, thiên bút, thu lợi bất chính 337,69 tỷ đồng. Cứ theo đà xé lẻ cấp sổ đỏ hợp pháp như thế này thì sau khi làm thịt xong hai dự án trên, gia đình của ông tránh án Nguyễn Hòa Bình vơ vét được từ vùng đất quê nhà vốn được xem là tỉnh nghèo này lên đến con số hàng ngàn tỷ. Âu cũng là chuyện đương nhiên kiểm kê tài sản nỗi của Nguyễn Hòa Bình, tranh án tòa án nhân dân tối cao. Ông Nguyễn Hòa Bình sẽ vào bộ chính trị tại đại hội lần thứ 13. Có lẽ giải pháp an toàn nhất cho cái ghế của ông Nguyễn Hòa Bình trong vụ án Hồ Duy Hải là ông và hội đồng giám đốc thẩm sẽ hủy bản án có hiệu lực pháp luật và cho điều tra, xét xử lại theo thẩm quyền để trước mắt kéo dài thời gian chờ qua đại hội 13 sắp tới được biết. Cửa vào Bộ Chính trị của ông Nguyễn Hòa Bình là khá rộng và vụ án Hồ Duy Hải là ải thứ nhất mà ông Nguyễn Hòa Bình phải vượt qua. Nhưng cho dù ông Nguyễn Hòa Bình vượt qua được ải thứ nhất thì vẫn còn ải thứ hai phải vượt qua. Đó là những vấn đề liên quan đến những dự án bất động sản giá trị hàng ngàn tỷ đồng của con trai là Nguyễn Tuấn Anh. Cộng thêm khối tài sản khổng lồ gia đình ông Bình sở hữu tại thủ đô Hà Nội đó là chưa kể bà phùng nhật hà vợ ông bình đang bị dư luận liên quan đến những phi vụ làm ăn và chạy án và xác minh những khuất tất về khối tài sản khổng lồ của gia tộc ông nguyễn hòa bình thì không biết tổng bí thư nguyễn phú trọng sẽ giao cho cơ quan nào thanh kiểm tra chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương thì liên đới trong vụ đường nhuệ thì liệu có dám đụng đến đương kim tránh án tòa án nhân dân tối cao này hay không đó là một điều rất nan giải. Điểm mặt hàng loạt căn nhà mặt tiền biệt thự căn hộ cao cấp của gia đình tránh án tòa nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tại Hà Nội. Chưa tính những bất động sản hàng trăm hecta đất chiếm được của dân nghèo tại quê nhà Quảng Ngãi, chỉ tính những bất động sản tại Hà Nội, tránh án tòa nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đang sở hữu sơ sơ tới 8 căn nhà mặt tiền biệt thự và những căn hộ cao cấp cụ thể như sau. Thứ nhất, căn nhà mặt tiền 3 tầng tại đường Giải phóng. Căn nhà mặt tiền 3 tầng lầu tại số 1307 đường Giải phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội là nơi ông Tránh án Nguyễn Hòa Bình và gia đình đăng ký hộ khẩu thường trú. Năm 2007 sau khi được phong hàm thiếu tướng, phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, ông đã xây dựng trái phép căn nhà 3 tầng tại địa chỉ trên. Theo chứng thư thẩm định giá số 13.051743 trên CT ngày 24 tháng 5 năm 2014 của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn và thẩm định giá sao mộc. Mảnh đất này không tính giá căn nhà vì xây dựng trái phép giá trị 22,5 tỷ đồng. Thứ hai, căn biệt thự Vinhomes Riverside BNL0902 Ngày 7 tháng 5 năm 2013 theo bản hợp đồng số BL0902 VV trên HDMBPT, ông Nguyễn Hòa Bình và bà Phùng Nhật Hà đã mua căn biệt thự số BL0902 đường Bằng Lăng 9 trên nền đất rộng 524,30 m2 tại khu Vinhomes Riverside với giá 21,8 tỷ đồng sau đó chi thêm hàng chục tỷ đồng vào việc tôn tạo, sửa chữa và chuyển về cư ngụ tại đây. Thứ ba, căn biệt thự Vinhome Riverside AD0158 cùng ngày ký hợp đồng với căn biệt thự BL0902 nêu trên, Nguyễn Hòa Bình cũng đầu tư cho cậu quý tử Nguyễn Việt Anh sinh ngày 27 tháng 9 năm 1990 căn biệt thự số AD0158 tại đường Hoa Anh Đào 1 trên nền đất rộng 305,89 m2 với giá trị 13 tỷ đồng theo bản hợp đồng số AD0158 trên VV trên HDMBBT ký ngày 7 tháng 5 năm 2013. Căn biệt thự này cũng tốn thêm hàng chục tỷ đồng nữa của ông Nguyễn Hòa Bình cho chi phí sửa chữa, hoàn thiện và trang trí nội thất. Thứ tư, căn biệt thự Vinhome Riverside HP0833 Căn biệt thự tại số HP0833 đường Hòa Phượng 8 cũng nằm trong khu Vinhome Riverside thuộc sở hữu của Nguyễn Tuấn Anh và Hoàng Minh Thủy được mua vào 19 tháng 11 năm 2014 trên nền đất rộng 430m2 với giá 18,9 tỷ đồng. Thứ năm, căn biệt thự Vinhomes Riverside HS0629 cũng có hiếu không khác gì với Vũ Trí Hùng, con rể của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tháng 12 năm 2014 vừa qua, Nguyễn Tuấn Anh đã trả ơn kèm bịt miệng gia đình bên vợ vì đã đứng tên giúp hàng loạt doanh nghiệp ma bằng căn biệt thự số HS0629 trên lối đất rộng 266m2 tọa lạc tại đường Hòa Sữa 6, khu Vinhomes, Rivers sai với trị giá 19,6 tỷ đồng, hiện Nguyễn Tuấn Anh cũng đổ thêm kinh phí 1,6 tỷ đồng nữa để đẩy mạnh giai đoạn hoàn thiện. Vợ chồng hoạn sĩ Hoàng Đăng Định và Nguyễn Thị Hằng đang chuẩn bị rời khu láng thượng để về hưởng thụ cuộc sống gần nhà xui ra tránh án Nguyễn Hòa Bình. Thứ 6, căn E01 dự án khu nhà thấp tầng số 15 ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. Căn nhà số E01 thuộc dự án khu nhà ở thấp tầng số 15 ngõ 91 phố Nguyễn Trí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội do công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Phú Điền là chủ đầu tư được con dâu ông tránh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình là Hoàng Minh Thủy, đứng tên mua ngày 4 tháng 11 năm 2013. Diện tích đất là 94,8m2, tổng diện tích sàn là 428,9m2 với giá 10,8 tỷ đồng. Thứ bảy căn hộ 1411 Vincom Center Hà Nội. Căn hộ số 1411 tại khu căn hộ cao cấp Vincom Center 114 Mai Hắc Đế Hà Nội được Nguyễn Tuấn Anh mua vào ngày 17 tháng 5 năm 2009 với giá 6,7 tỷ đồng. Thứ 8, căn hộ C 25.3 tầng 25 tòa nhà CT1 Vinmec vẫn chưa hết vợ chồng Nguyễn Tuấn Anh, Hoàng Minh Thủy còn sở hữu căn hộ cao cấp C25.3 tầng 25 tòa nhà CT Vinmecom, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội có diện tích sàn 143,84m2. Như vậy thống kê cho thấy tài sản của gia đình ông Nguyễn Hòa Bình tránh án tòa nhân dân tối cao cũng là khủng khiếp, không thua kém mấy so với gia đình của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trong bài trước chúng tôi đã chỉ mặt thủ đoạn của hai cha con ông Nguyễn Hòa Bình nhằm chiếm đoạt đất và nhà của bà con nghèo ở Quảng Ngãi để làm hai dự án lên đến gần 1.500 tỷ đồng. Lòng tham của ông Nguyễn Hòa Bình cũng như ông Nguyễn Xuân Phúc là vô hạn. Cơ man nào là đất đai như thế nhưng vẫn bằng mọi thủ đoạn gian trá để vơ vét cho mình hàng loạt biệt thự và căn hộ cao cấp như độc giả vừa thấy chỉ mới cộng sơ sơ giá trị các biệt thự và căn hộ cao cấp tại một số thành phố ở Hà Nội đã lên đến hàng trăm tỷ đồng, chưa tính tại Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, chưa tính bao nhiêu là đồ cổ, kim cương và đô la giấu trong nhà, chưa tính những cổ phiếu tại các ngân hàng và tập đoàn, chưa tính những khu đất vàng tại Hà Nội và nấp dưới danh nghĩa các doanh nghiệp của con trai Nguyễn Tuấn Anh. Cả gia đình ông Nguyễn Hòa Bình đều là đảng viên công chức của nhà nước. Con thì đứa vừa ra trường, đứa thì đang học. Nhưng sơ sơ, tài sản tính theo bất động sản tại Hà Nội đã lên đến hàng trăm tỷ như thế. Độc giả có thể suy xét tay tranh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình xem đã nhúng chàm hay chưa. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Ấy. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.